UAV dẫn đường cho lính Nga phá hủy cứ điểm Ukraine. Nga đăng video triển khai UAV trinh sát hướng dẫn bộ binh tấn công, chiếm cứ điểm Ukraine với yểm trợ của pháo binh, xe tăng và drone tự sát. Bộ Quốc phòng Nga ngày 16 tháng 4 cho biết lực lượng này đã phát hiện cứ điểm kiên cố của quân đội Ukraine gần thành phố Avdiivka tại tỉnh miền đông Donetsk khi triển khai máy bay không người lái, UAV, trinh sát làm nhiệm vụ tuần tra. Sau khi tiếp nhận tọa độ mục tiêu, các lữ đoàn xung kích Nga đã bí mật áp sát cứ điểm đối phương từ mọi hướng rồi bất ngờ phát động tấn công, dưới sự yểm trợ về hỏa lực của xe tăng, pháo binh và thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, drone. Binh sĩ Nga đã vượt qua sự kháng cự của lực lượng Ukraine và chiếm được cứ điểm của đối phương, qua đó củng cố vị trí trên tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Video do cơ quan này đăng kèm cho thấy tổ vận hành UAV trinh sát đóng vai trò rất quan trọng trong chiến dịch. Họ dẫn đường cho lính Nga di chuyển bên trong cứ điểm, cảnh báo vị trí mà binh sĩ Ukraine có thể ẩn nấp và đề xuất phương án tấn công tối ưu. Lực lượng này cũng triển khai drone thả đầu nổ xuống các vị trí nghi có lực lượng Ukraine để hỗ trợ các nhóm xung kích. Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin. Thiết bị bay không người lái là khí tài chủ đạo hiện nay tại chiến trường Ukraine, có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác như trinh sát, tấn công tự sát hay thả đầu nổ xuống mục tiêu. Lực lượng Nga sở hữu nhiều loại UAV trinh sát hiện đại, một trong số đó là dòng Orlan 10. Phi cơ mang được tải trọng 6 kg, khối lượng cất cánh tối đa 15 kg, vận tốc 110 km/h và có thể bay liên tục 18 giờ. Kích thước nhỏ, thân vỏ làm từ vật liệu composite và động cơ cỡ nhỏ khiến nó khó bị các hệ thống phòng không phát hiện. Andriy Bilesky, chỉ huy lữ đoàn xung kích số 3 Ukraine tác chiến ở miền đông Ukraine. Tháng 12 năm 2023 cho biết UAV Orlan liên tục hiện diện, khiến họ chịu nhiều thiệt hại và không thể tiến công quy mô lớn. Nga bỏ xa chúng ta về các hệ thống UAV chiến thuật, trong đó có dòng Orlan khét tiếng, viên chỉ huy cho hay. Công ty vũ khí Nga Hakbarufakto hồi tháng 1 giới thiệu mẫu UAV trinh sát Loki có tốc độ bay nhanh gấp 2,5 lần các phi cơ không người lái tương tự tại Ukraine, song chưa rõ đã được triển khai ra chiến trường hay chưa. Nga chiếm được thành phố chiến lược Avdiivka ở Donetsk hồi giữa tháng 2 sau thời gian dài dùng lực bao vây, đánh dấu thắng lợi lớn đầu tiên kể từ khi chiếm được thành trì Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Lực lượng nước này đang đẩy mạnh đà tiến công và đang áp sát Chasovia, thành phố cách Bakhmut khoảng 20 km về phía tây. Chiếm được Chasovia sẽ tạo điều kiện để quân đội Nga hướng thẳng tới Kramatorsk, đô thị lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở vùng Donbass và các khu vực lân cận. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sipki cho biết lực lượng Nga muốn kiểm soát Chasovia trước ngày 9 tháng 5, thời điểm Moskva tổ chức lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít hàng năm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.